Hi, xin chào các bạn. 9 máy bay không người lái UAV và 7 phương tiện mặt nước không người lái USV của Ukraine đã tiến hành đợt tập kích nhắm vào cảng Sevastopol, nhắm vào hạm đội Biển Đen của Nga. Bộ Quốc phòng Nga nhận định, các phương tiện mặt nước không người lái USV được viện trợ của Ukraine đã men theo hành lang ngũ cốc, sau đó đổi hướng tập kích cảng Sevastopol. Nga đã cáo buộc các chuyên gia hải quân Anh đã đứng sau hỗ trợ Ukraine trong vụ tấn công này. Không có thiệt hại lớn sau vụ tấn công, nhưng Nga tiếp tục coi đây là hành vi khủng bố nghiêm trọng sau vụ tấn công vào cầu Crimea hôm 8 tháng 10 vừa qua. Để đáp trả, Nga sau đó thông báo đình chỉ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, tiếp tục phong tỏa Biển Đen. Đồng thời, tới ngày 31 tháng 10, Nga đã thực hiện một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn tiếp theo vào Ukraine. Theo các báo cáo của quân đội Ukraine, lực lượng Nga tiến hành nhiều đợt tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine sáng nay. Trong đó có hơn 50 quả đạn KH-101 và KH-555 đã được khai hỏa. Kirilo Timoshenko, phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công dữ dội vào các cơ sở điện lực của hàng loạt địa phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko viết trên Twitter rằng, buổi sáng đã bắt đầu bằng tiếng còi báo động trên khắp Ukraine. Tên lửa Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kiev và các thành phố khác, gây mất điện và mất nước. Tại Kiev, tên lửa được ghi nhận từ khoảng 8 giờ sáng và đã có ít nhất 10 tiếng nổ được nghe thấy. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko thông báo một số khu vực đã mất điện và nước. Cư dân địa phương thông báo mạng điện thoại di động cũng gặp tình trạng gián đoạn. Truyền thông Ukraine thông báo nhiều tiếng nổ cũng đã được nghe thấy tại các tỉnh khác ở miền Trung, Nam Ukraine. Thậm chí, tại tỉnh Mykolaiv, nơi chiến sự đang căng thẳng, thống đốc tỉnh này, ông Vitaly Kim, đã phát đi thông báo báo động trong khu vực từ lúc 4 giờ 59. Tại các khu vực khác, các cuộc không kích được ghi nhận từ rất sớm. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tại tỉnh Cherkasy, Igor Taboret, thông báo việc báo động không kích trong khu vực lúc 5 giờ 05. Còn tại Poltava, lúc 5 giờ 17, thông báo phát báo động không kích xuất hiện trên kênh Telegram của người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự tại khu vực Dmitry Lunin. Rõ ràng, đây là một đòn đáp trả rất quyết liệt của Nga. Mặc dù điều này đã kéo dài trong gần một tháng qua, bất chấp các báo cáo về việc cạn kho vũ khí của phương Tây, quân đội Nga vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc không kích trên quy mô lớn gây thiệt hại nặng cho Ukraine. Tuân thủ theo đúng lời nói của Đại tướng Sergei Surovikin khi được bổ nhiệm Tổng chỉ huy các lực lượng liên hợp của Nga tại Ukraine hôm 8 tháng 10 rằng, đối với những kẻ thù của nước Nga, buổi sáng không bắt đầu bằng cà phê. Trên thực tế, kể từ sau ngày 10 tháng 10 với cuộc không kích cực lớn, với hàng trăm tên lửa dội xuống các cơ sở hạ tầng tại Ukraine, đây mới là cuộc không kích bằng tên lửa lớn tiếp theo. Tuy nhiên, Nga đang áp dụng chiến thuật tấn công mới khi tiếp tục sử dụng các máy bay không người lái UAV cảm tử nhằm duy trì đà không kích mạnh mẽ khiến Ukraine gần như không thể gượng dậy. Trong khi các đòn tấn công bằng tên lửa Kalib hay Iskander có giá hàng trăm, thậm chí hàng triệu đô la nhắm vào các mục tiêu được bảo vệ chặt chẽ, các mục tiêu quân sự có giá trị cao, thì phương pháp tấn công bằng UAV cảm tử với chi phí rẻ hơn nhiều, chỉ từ 20.000 đô la như mẫu Geran 2, Shahed 136 đã trở thành nỗi ác mộng thực sự với Ukraine. Khi Ukraine gần như không có bất kỳ biện pháp đánh trả hiệu quả nào, trong khi phương Tây cũng đang loay hoay, không có hoặc không thể gửi các hệ thống phòng không đánh chặn cho Ukraine được. Và dù, bất chấp chính quyền Kiev luôn nói rằng đánh chặn hầu hết các cuộc không kích của Nga, tương tự như đợt tấn công hôm 31 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Ukraine Denis Mihai nói rằng đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu ở 10 tỉnh, thành phố của nước này và phá hủy 18 địa điểm, chủ yếu là hạ tầng năng lượng khiến hàng trăm dân cư bị mất điện. Và rằng hậu quả có thể tồi tệ hơn nếu quân đội không đánh chặn được 44 trên 50 tên lửa. Hậu quả của các cuộc không kích này rõ ràng đang tác động tới tình hình Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã viết trên trang cá nhân Telegram rằng, theo các phương tiện truyền thông Ukraine, lực lượng phòng không Ukraine làm việc ngày càng tốt, thì việc cung cấp điện và nước cho đất nước càng tệ. Và trên thực tế, việc không kích này của Nga là một tính toán rõ ràng chứ không phải chỉ là cuộc đáp trả thông thường sau các vụ Ukraine tấn công vào Crimea. Bên cạnh các yếu tố về mặt quân sự, Nga cũng hiểu rõ rằng mùa đông ở Ukraine đang đến gần và không phải ngẫu nhiên hệ thống năng lượng là mục tiêu bị nhắm tới. Trong gần một tháng trở lại đây, Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và UAV nhằm vào hệ thống hạ tầng năng lượng ở Ukraine. Ước tính ít nhất 40% cơ sở điện lực của Ukraine bị hư hại hoặc phá hủy, và chúng sẽ không thể khôi phục trong thời gian ngắn, nhất là khi Nga tiếp tục không kích.
Dan Buckner, một đại tá đã nghỉ hưu của lục quân Mỹ, hiện là CEO của công ty an ninh quốc tế Global Guardian, cho rằng Moscow rõ ràng đã thay đổi chiến thuật dưới sự lãnh đạo của tướng Sergei Surovikin. Theo đó, Nga tập trung vào nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine khi nhiệt độ bắt đầu giảm. Ông Buckner nhận định, chúng ta sẽ thấy Nga tiếp tục tận dụng mùa đông như một vũ khí chống lại người Ukraine. Trong khi cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cũng đã nói rằng, đầu tiên là làm cho điều kiện sống trở nên quá khắc nghiệt để tồn tại trong mùa đông, từ đó thúc đẩy một làn sóng di cư khác. Phần tiếp theo của kế hoạch là đánh vào tâm lý người dân Ukraine để khiến chúng tôi phải mong cuộc chiến kết thúc, bất kể bằng cách nào. Vậy các bạn nghĩ sao về việc Nga đang thực sự tận dụng mùa đông để đánh Ukraine? Và liệu chính quyền Ukraine sẽ phải đối phó ra sao để sống sót qua mùa đông năm nay? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nha! Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.